Đến Ngàn Sơn Cước xin giới thiệu với cả nhà một dòng lan đó rất đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, đó là dòng ý thảo ba màu, một dòng lan rất đẹp. Cái tên của nó đã đẹp mà những màu sắc cũng như cái cánh bông cũng rất là hiền hòa và rất là dễ thương cả nhà nhé. Đấy là một dòng lan rất dễ thuần, sai hoa, hoa rất đẹp. Do em quay sáng sớm cho nên cái độ nét của nó cũng chưa được tuyệt vời cho lắm. Đây là một loài lan rất dễ thuần. Đấy, chỉ có ghép vào miếng gỗ thì cũng chả phân thuộc gì nhiều cái này. Không phải hạt tím hả? Đây. Châu này thì ghép với đơn cam vào nhà nhá. Ở trên kia còn một bóng đơn cam này. Đơn cam nữa. Đơn cam mà chuẩn bị ra hoa. Đang chít nụ đấy cả nhà này. Trong đơn cam thì cũng chỉ có vầy thôi ạ. Còn đây là hoa phi hạt tím. Hoa cũng mùng 8 tháng 3 hoa này là để tặng vợ đấy cả nhà. Tết nay năm nay là không mua hoa gì hết á. Đã ôm cho lan vào tặng vợ xong rồi mấy bữa sau thì ôm ra treo lại lên dàn. Chứ lá nó có nhiều cái hay thế cả nha. Giờ thì anh em chuẩn bị lên rừng rồi cả nha. Cả nhà thì hay thì cho em một like để cổ vũ tinh thần cho tinh thần yêu lan của anh em chiến hữu cũng như anh em yêu lan cả nước.